tiếp nguyên liệu cho cá mà bằng hoa quả, cây dứa, toàn vỏ dứa. Tí nữa đây. Rồi. Tiếp nguyên liệu cho cá. Đấy rồi. Ôi. Con xuống rồi đâu? Con xuống rồi, con còn nhiều lắm. Còn nhiều. Đây, này anh em chúng tôi lại quay lại hồ sinh thái này. Chinh phục những con cá chấm đen siêu to khổng lồ nhé. Này, diện tích hồ là 7 ha nhé. Với lượng cá thả là khoảng 5 tấn, nhưng mà không biết là có chinh phục được em nào không. Thời tiết hôm nay rất đẹp rồi. Hẹn giờ hôm nay là bây giờ là 4 rưỡi. Câu một ca 5 tiếng. Xem là hôm nay thế nào các bạn nhé. Không biết là móm hay là sún đây. Các bạn nhớ like và share nhá. Cần thủ bắt đầu ra cần. Con này con to. Hay làm không? Con bé. Con này ông bảo là ông chấm hay con gì? Mẹ ơi. Cá trong này. Có đi thấy con nào đâu? À kia. Con bắt kiểu gì đấy? Con đấy. Mẹ cũng thấy cái sợi. Chấm. Bé mà. Ôi trời. Ôi trời. Thôi. Con này to đấy.